Hai người có đình lên bắt ra lên. Chưa lên đã chị lên. Trời ơi theo chúng mình đàng hoàng. Và xin mời tất cả các anh các chị chúng ta cùng lên sân khấu để rằng là hát chúc mừng sinh nhật. Thực ra rằng là không biết rằng là anh chị nào có cái vấn đề trong cái tháng này cả. Và rõ ràng là Minh Phúc và anh Hy Lai thì bao giờ cũng rất là nhiệt tình với anh em là muốn là chúng ta sinh hoạt ở đây trong tháng có ai thì chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật. Và hôm nay Đã Loan cũng mang một cái bánh kem tới để chúc mừng sinh nhật của anh chị trong tháng 9. Mà cái Ngọc chỉ biết có hai chị và anh thôi, cho nên rằng là hôm nay có ai thì bất kể cho mình chúc mừng mình nhé ha. Dạ. Và xin mời các chị chúng ta lên sân khấu cùng hát chúc mừng sinh nhật cho anh Nam. Và chị, dạ xin mời. Cái bữa ăn buổi tối đã chuẩn bị sẵn. Xin mời các anh chị.